<laughs> xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Phạm Nhân Chi Tiên Giới, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 13. Ma quan. Hàng lập quan sát thấy hơi thở của liệu Nhạc Nhi đang dần đều đặn. Khi thức cũng đã ổn định, lúc đó hàng mới an tâm ngồi xuống. Sau khi thò tay vô trong ngực, lục lọi móc ra vật trang sức vẫn thường đeo trên cổ. Đó là một cái bình nhỏ thon dài màu xanh nhạt. Trên thân bình có những hoa văn màu xanh lá rất sống động, tinh tế. Tay hạng lập bút về một cái bình một cách nhẹ nhàng. Cảm giác rất quen thuộc về. Trong lòng hắn trào dâng cảm xúc. Sau một hồi trầm ngâm, sắc mặt hắn hơi xa sầm Hắn cất bình rồi hắn giọng quát lên một tiếng. Mà quang! Sơn động yên ắng không hề có tiếng động nào khác. Ngoài tiếng vọng cộng hưởng của giọng nói hạng lập do và đập vào vách đá. Nhưng sau một lát, cái bóng của hắn in trên mặt đất, bỗng nổi lên một hồi ba động. Nó đang dài ra thêm mấy phần. Mấy âm thanh rào rào vang lên. Một bóng người đèn thui chui từ phần kéo dài của cái bóng rồi từ từ đứng dậy. Bóng người kia vẫn y phục đen, da thịt cũng đen như mực. Khuôn mặt có vài nét hào hào giống hàng lập. Mái tóc đen không buộc gọn lên mà là đủ lòa xòa xuống vai trên người phát ra một cổ khí tức suy yếu. Lâu lắm rồi mới thấy hàng đạo hưởng. Bóng người kia nhìn hàng lập rồi mở lời với giọng điệu còn hơi đơ đơ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ma quan? Sao bộ dạng nhà ngươi lại biến thành thế này? Hàng lập cho mày hắn hơi gằn giọng. Không rõ, ta cũng mới thức tỉnh sớm hơn ngươi vài năm thôi. Lúc ta tỉnh lại liền phát hiện linh tính gần như mất sạch. Chỉ còn lại một đám tàn hồn, cũng vì đã kêu khê ước với thiên ma, nên ta cũng chỉ còn cách trốn trong cơ thể người Nếu như không được người triệu hoán, hoặc là gặp tình huống có kẻ tấn công làm thương tổn người thì ta không cách nào hiện thân ra ngoài. Giọng điệu của nam tử đen thui vẫn không đổi, hắn đáp lời giống như một cái máy. Người có nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước khi bị rơi vào tình trạng ngủ say không? Hạng Lập sau một hồi trầm ngâm thì lập tức hỏi tiếp. Những chuyện lúc trước khi người phi thăng thì ta đều nhớ từng chi tiết một. Nhưng sau khi phi thăng, ta chỉ nhớ người cùng với gã tiên nhân tên là Cao Thăng cùng rời khỏi phi tiên đài. Sau đó thì ta không nhớ điều gì. Nam tử đen thui trả lời một cách từ tốn. Đúng vậy, ký ức của ta và người đều dừng lại ở thời điểm rời khỏi phi tiên đài. Xem ra muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, coi chuyện gì đã xảy ra thì chỉ còn cách tìm gã cao thăng. Tuy nhiên tình hình hiện tại của chúng ta không ổn lắm. Những tin tức vừa thu được từ việc sưu hồn, ta và người đang ở một hạ giới trực thuộc tiên vật Bắc Minh, có tên là Linh Hoàng Giới. Hơn nữa đã 300 năm trôi qua, như vậy chúng ta đã bị mất trí nhớ suốt 300 năm qua. Hàng Lập vừa chớp mắt vừa nói, đúng là không ổn chút nào. Hạng đạo hữu, người có kế sách gì chưa? Nam tử tên là Ma Quang, hỏi một câu với vẻ ngáo ngơ. Tùy người chỉ còn là một đám tàn hồn, nhưng nguyên bản vốn là do thiên ngoại ma đầu biến thành. Bao nhiêu thần thông khi xưa cũng phải còn chút gì chứ? Hạng lộc khẽ co mày rồi hỏi ngược một câu. Pháp lực của ta lúc này còn lại không tới 2-3% thần thông cũng mất đi 89 phần 10. Giờ chỉ còn khả năng thi triển một vài bí thuật cấp thấp mà thôi. Mà Quang trả lời với vẻ cay đắng. Hàng lập ngay vậy, trên mặt lại hiện ra cảm giác nhẹ nhõm hơn. Hắn gật đầu. So với dự liệu của ta thì như vậy vẫn còn tốt chán. Tình hình của ta cũng chẳng khá hơn người đâu. Ta mới kiểm tra một vòng và phát hiện ra bao nhiêu pháp bạo đang dược trước kia. Cả pháp lực cũng chỉ còn rất ít cơ thể và thần hồn cũng từng bị trọng thương. Hiện nay chưa bằng một phần mười lúc đỉnh phong. Bài là ta đã tỉnh táo lại, giờ chỉ cần tìm những linh dược phù hợp rồi vận công điều dưỡng. Có lẽ là sẽ khôi phục nhanh thôi. Còn nữa, theo như hồn khế của giải đạo nhân và về kim trùng vương, thì ta đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Tuy nhiên chính xác là đang ở nơi đâu, thì ta chưa rõ. Đành chờ sau này thu hồi lại sau. Như vậy xem ra, hàng đạo hữu gặp rắc rối to rồi. Muốn tìm ra gã cao thăng thì trước tiên phải quay lại tiền vực bác mình. Nếu như ta nhớ không nhầm thì từ hạ giới trường thuộc phi thăng lên tiền giới. Tuy dễ dàng hơn nhiều nhưng vẫn cần phải có điểm phi tiền đài tiếp dẫn và còn phải có đại pháp lực thân mới có thể cường ép phá dở giới diện. Mà Quang suy nghĩ một hồi rồi nói Việc trở lại tiên giới cũng không cần vội vàng Còn nhiều thời gian để tính toán Tuy nhiên có thể khẳng định một điều. Chắc chắn kẻ hại hàng mộ ta ra nông nội này, cho dù là bất kỳ ai, thì sau này ta cũng phải gặp hắn nói chuyện phải trái. Hàng lập đáp lời bằng giọng nói lạnh lùng. Tuy thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, nhưng không những lời nói chắc như định đóng cột. Thấy vậy thì Ma Quang cũng không nói gì thêm. Ma Quang đạo hữu, còn muốn rút lại ý định tiếp tục theo hàng mộ hay không? Người nhìn thấy rồi Tình cảnh của ta lúc này rất thê thảm. Nếu người muốn bỏ đi thì ta không ngăn. Đạo hữu còn thử ta làm gì? Linh tính của ta tuy bị hủy gần hết, chỉ còn một đám tàn hồn. Nhưng khê ước thiền ma vẫn còn nguyên hiệu lực. Tình trạng của ta lúc này càng không thể có đủ lực để vi phạm khê ước. Với tình hình của ta hiện nay, rời bỏ đạo hữu còn gặp nguy hiểm nhiều hơn. Mà quan trả lời như một cái máy. Tốt rồi, đạo hữu đã nói như vậy, thì ta cũng không bạc đại người. Chỉ cần ta khôi phục toàn bộ pháp lực thì nhất định sẽ nghĩ cách tu bộ lại toàn bộ thần hồn linh tính cho đạo hữu. Lúc này việc đầu tiên cần làm là phải thu thập ngay ít tài nguyên và tin tức ở giới này. Coi làm cách nào khôi phục lại pháp lực. Nghe vậy, Hạng Lập nở ra nụ cười trên môi. Đạo hữu có toàn quyền làm chủ mọi chuyện. Hiện giờ ta cũng không nên hiện thân ra ngoài quá lâu. Ta quay lại tiếp tục tu dưỡng đây mà Quang đáp lời một cách bình tĩnh. Ngay sau đó, bóng người loáng lên, rồi hóa thành một làn khói đen, chui vào bóng hạng lập in trên mặt đất, nhanh chóng mất dạng. Hạng lập nén một hơi thở dài, sau khi liếc mắt nhìn về liệu nhạc nhi đang ngủ say, hắn từ từ nhắm mắt điều tức. Sau đó nửa ngày, liệu nhạc nhi mới thức tỉnh. Sau khi mở mắt, nàng thấy hạng lập đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh, còn lão đạo lúc trước âm mưu làm hại bọn nàng, thì đang đứng gần đó như đứng hậu. Nàng tỉnh rồi sao? Cùng đúng lúc này Hàng Lập mở mắt, nở nụ cười rồi nói. Cả người liệu nhạc nhi sững lại. Nàng chăm chú nhìn vào hai mắt Hàng Lập. Thần sắc thay đổi liên tục. Hồi lâu sau mới nói lưu riếu. Thạch đầu ca ca, huynh, huynh khỏi bệnh rồi ư? Nhạc nhi, tên ta là Hàng Lập. Từ nay về sau, nàng có thể gọi ta là hàng đại ca. Hàng lập nói nhẹ nhàng. Hàng, hàng đại ca. Sau khi nghe thấy như vậy, sắc mặt liệu nhạc nhi biến đổi liên tục. Vẻ chán nản xuất hiện, nàng nói bằng vẻ bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy thành đình cao lớn lúc này, có mấy phần lẫn. Tất cả những biến đổi trên sắc mặt của nàng thì đều không qua khỏi ánh mắt của hàng lập. Hắn mỉm cười. Nàng yên tâm đi. Tùy ta đã tỉnh lại nhưng chuyện mấy năm qua ta vẫn nhớ như người y. Ta vẫn sẽ là thạch đầu ca ca của nàng thôi. Điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nghe được câu nói này, thiếu nữ vô cùng vui mừng. Nước mắt trực trào ra. Nàng hức lên một tiếng thạch đầu ca ca, rồi bay thẳng vào trong lòng của hàng lộc. Ta biết, trong lòng nàng còn rất nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để giải thích. Sau này tới lúc thích hợp, ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho nàng nghe. Hàng lập vuốt vuốt đầu của thiếu nữ bằng vẻ cương chiều. Hạng nói với giọng ôn nhu. Liệu nhạc nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm câu nào. Lúc này nàng liếc mắt nhìn lão đạo, đang rung cầm cập ở gần đó. Nét hoảng sợ lại thoáng hiện ra trong mắt. Chương 14 Gặp biến Từ giờ Bạch Thạch Đạo Hữu đã là người một nhà. Về sau có thêm 10 lá gan, hắn cũng không dám ra tay với nàng đâu. Hàng Lập đứng dậy, vừa cười vừa nói. Ánh mắt làm như vô tình liếc nhìn Bạch Thạch chân nhân. Thân thể lão đạo theo đó run rẩy, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đề sau lưng. Liệu nhạc nhi thấy như vậy thì mới cảm thấy có chút buông lỏng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài Hàng Lập nắm lấy bàn tay mạnh khảnh của Liễu Nhạc Nhi, đi đến trước cánh cửa mật thất bên hòn nông bộ, sau đó nâng tay đặt lên cánh cửa đá. Đang muốn mở cửa ra, động tác của hắn đột nhiên chậm lại, lông mày khẽ nhíu. Liễu Nhạc Nhi cũng cảm thấy sự khác thường của Hàng Lập, ngẩng đầu nhìn, nét mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Thật là trùng hợp. Hàng Lập ho hằng hắc một tiếng, không chần chừ, liền đẩy cửa đá rồi nhanh chân bước ra ngoài. Bên ngoài bầu trời u ám, rõ ràng bây giờ đã là buổi tối. Nhưng nhìn từ phía đảo nhỏ, thì toàn bộ dư phủ lúc này là đang chìm trong ánh lửa ngút trời. Lửa chai sáng rực như ban ngày. Những hầm thanh lại hét vang lên từ phía trước viện, truyền đến, làm cho lòng người khiếp sợ. Ở chính dư phủ còn truyền lại những tiếng nổ cực lớn. Trong dư phủ, khắp nơi đều có từng cột khói to bay lên. Nhìn giống như những con rồng khổng lồ màu xám đen đang bay thẳng lên, nhập vào bầu trời đêm u ám. Cho dù ba người hàng lập đang đứng trên đảo nhỏ, cách khá xa dư như Phụ, nhưng cũng cảm thấy rõ ràng mùi máu tanh dị thường ngập tràn trong không khí. Chuyện này là sao? đã có chuyện gì xảy ra chứ? Liệu Nhạc Nhi nhìn ánh lửa đang nổi lên buông phía của dư Phụ, mặt đầy vẻ khó tin, bà thốt lên: "Bạch Thạch, người biết chuyện gì xảy ra không?" Hàng lập hỏi một câu nhàn nhạt. Bạn bồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể là kẻ thù của dư gia tới tìm báo thù. Bạch Thạch chân Nhân chần chừ một chút rồi trả lời. Nằm kính nhìn Hàng Lập, tự như chờ hắn đưa ra quyết định. Hàng Lập nhìn thoáng về phía lượng Nhạc Nhi ở bên cạnh. Thấy cô bé này cũng đang chăm chú, nhìn về phía bên kia. Bèn im lặng một lát rồi mới nói. Ta có thể tỉnh lại được, thì cũng coi như là thiếu của vị thất tiểu thư này một cái nhân tình không thể cứ như vậy mà bỏ đi được. Qua đó nhìn xem một chút đi. Dứt lời ba người đi ra khỏi đào quán, bèn theo một cây cầu đá xuống núi, rồi chạy tới phía trước dư phụ. Càng tới gần, phía trước càng truyền đến từng tiếng chém giết rõ ràng hơn. Khi ba người vừa bước qua một cái cổng vòm, thì trước mặt họ liền hiện ra một khung cảnh kinh khủng như ở Tu La Địa Ngục. Bên trong tiểu viện, đằng sau cổng vòm là từng đồng xác chết móng thịt bầy nhầy, xếp chồng tầng tầng lớp lớp. Phần lớn trong đó đều mang trang phục hộ vệ của du phụ. Chỉ có một số ít là khoác trên người y phục và hành màu đen. Ánh lửa chiêu sáng đỏ trong sân, tại một góc hẹp nhỏ gần tiền viện, có một màn sáng mạnh hình nửa cánh cung đang được căng ra, ngăn cản hơn 10 tên áo đen ở bên ngoài. Lúc này từ chính giữa, phía trên cao, một quả chiều lửa dài hình đinh ốc, to bằng cánh tay người lớn do mấy tên áo đen đang bắn ra, bay về phía trên cao cách màn sáng mấy trường. Sau đó, đầu chùy chợt đổi hướng, chút xuống phía dưới, giống như một con rộng lửa đang nhanh chóng xoay tròn rồi la về phía màn sáng phía dưới. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, cây chùy lửa hình đinh ốc nền xuống phía màn sáng, khiến cho màn sáng vốn còn chưa định thì lại lùi tắt, sau đó một tiếng nổ đùng thì vỡ vụn hoàn toàn. Một tiếng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó Giết! Hơn 10 người áo đen lập tức vùng đao, la về phía con hẹn mà giết tới. Cứu người! Hàng Lộc không hề ra tay, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bạch Thạch Trần Nhân từ bên cạnh này lập tức xài bước đi vào trong viện, rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoạn hát quang. Trên không trung, lấy ra một tia hát quang, một chui phiêu kiếm hình con rắn trong chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu mấy tên áo đen chỉ nghe thấy một tiếng bon sắc nhọn vang lên. Thành phi kiếm trên không trung bỗng chấn động. Hơn 10 đạo kim khí giống như những con rắn đen, nhanh chóng bay ra từ trên thân kiếm, sau đó chợt bắn thẳng xuống. Trong sân, vô số hầm thanh phốc phốc không ngừng vang lên, xen lẫn từng trạng kêu khóc cùng tiếng đố thảm thiết, hòa trong những tiếng nổ lớn. Hơn 10 tên áo đen ngoài trừ một gã đầu ngắn kịp thời phản ứng ra, thì bên ngoài cách xa mấy trượng những kẻ còn lại đều bị diệt sát. Là ai? To gan! Nam tử râu ngắn quát lên một tiếng nghiêm nghị. Bà Thạch Trần Nhân cũng không thèm để ý, Bà là một ngón tay vùng lên. Phi kiếm đàn lơ lửng ở giữa không trung, lập tức phong xuống, đâm thẳng vào ngực của đối phương. Gã đầu ngắn biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều, bà vội vàng vùng tay áo. Một tấm khi nhỏ màu xanh từ ống tay áo bay ra. Chiếc tiểu bay lên, xoay tròn, rồi to dần biến thành một cái khiên lớn che chắn trước người gã. Đồng thời những tên áo đen bên kia cũng đồng loạt giơ tay lên, hô lên một tiếng, ngọn lửa trên thân chiếc chùy hình đình ốc bỗng bùng lên một cách dữ dội, rồi nhanh chóng hướng về phía thành Phiệt kiếm màu đen mà chém tới. Một tiếng phanh thật lớn vang lên, chỉ thấy trên không trung những tia lửa đỏ bay khắp nơi, chiếc chùy lửa thì đã nổ thành năm bảy miếng, hóa thành từng chùm lửa rơi xuống mặt đất về phần chùi phi kiếm màu đen thì hắc quang tiếp tục lóe lên rồi trực tiếp đâm xuyên lộng ngực của nam tử trong ngắn tấm khiên màu xanh trước người gã thì như một tờ giấy mỏng không thể nào phát huy một chút ít tác dụng nào là tu sĩ kích đan nam tử râu ngắn thốt lên một cách khó khăn máu từ mũi miệng trào ra bạch thạch dần dần phất tay thu hồi phi kiếm khinh thường nói <laughs> chỉ là một gã trúc cơ mà dám đối đầu với bọn đào gia lão còn chưa nói hết liền lập tức im miệng có chút sợ hãi vội vàng liếc trộm nhìn hạng lập đang đứng sau lưng thế nhưng hạng lập không có phản ứng chỉ mang theo liệu nhạc nhi đi từ góc hẻo lánh trong cái sân nhỏ ở đó có hai người đang ngồi co rúng run rẩy một trong hai người là một thanh niên mặc thành sam đã như máu tóc tai rối bù mặc dù hắn có thù vị rút cơ kỳ nhưng giờ phút này thì khi tức đã rất yếu nhược Hiện nhiên đã kiệt lực, sắp không trụ được. Đằng sau lưng người thanh niên này là một thiếu nữ mặc quần áo và trang sức kiểu của nhà hoàng. Trên thân cùng nhu máu, đang rung đậy, không dám ngẩng đầu nhìn. Tiểu vụ tỷ tỷ, có phải là tỷ hay không? Liệu nhạc nhi sau khi nhìn rõ đàn khuôn mặt của người nhà hoàng, đầu tiên là sợ sờ, nhưng ngay lập tức thử lên tiếng dò hỏi. Thân thể nữ tử kia cứng đờ, chầm chậm ló đầu từ sau người thanh niên nhìn liệu nhạc nhi rồi sau đó lập tức oa khóc lên thành tiếng liệu nhạc nhi vội vàng tiến lên đỡ nàng đứng lên người thanh niên kia sau giây lát chần chừ cũng gắn ngượng chống tay đứng dậy khẩn thiết nói với bạch thạch trần nhân trần nhân nhanh dạy địa cứu thất tiểu thư mau bạch thạch trần nhân nghe như vậy thì cũng sần sờ nhưng không trả lời mà lén nhìn về phía hàng lập thất tiểu thư đang ở nơi nào? Hàng Lập nhàn nhạt hỏi một câu. Người thanh niên kia rõ ràng không biết Hàng Lập, nghe vậy thì sừng sốt một chút nhưng vẫn đáp lời. Lúc ta cùng với tiểu vụ chạy tới đạo dự hồ cầu viện, thì thất tiểu thư và những người khác được bài tên cung phụng bảo hộ trong phủ. Hiện đang ở bên trong kia, nhưng mà địch nhân tấn công hung mạnh, chỉ sợ bọn họ không chống đỡ được bao lâu. Người ở đây chữa thương đi, tiểu vũ người quen thuộc địa hình như phụ nhất, đi phía trước dẫn đường đi. Hàng lập phân phó một cách hời hợt. Tiểu vụ được liệu nhạc nhi an ủi thì đã ngừng khóc, ngước nhìn hàng lập với ánh mắt nghi ngờ. Nàng không thể tưởng được, người thanh niên vốn có vẻ đỡ đận trước kia, hiện tại lại đột nhiên thành người chỉ đạo và ra lệnh cho tất cả. Người thanh niên kia cũng cảm thấy có chút nghi ngờ và sợ hãi. Lúc này hắn đã nhìn ra, trong mấy người này thì Hàng Lập mới là người cầm đầu. Bà Thạch Trần Nhân thường ngày vốn cao cao tài thường trong dư phụ, giờ lại hoàn toàn như một gã thiền lôi, đợi người ta chỉ đâu thì đánh đó. Được, các người đi theo ta. Tiểu vụ gật gật đầu một cách vô thức, tinh thần đã ổn định lại, vội vàng quay người chạy về khu viện phía trước. Ba người hàng lập cũng đi theo sau. Dư phụ bị tập kích, đã qua một đoạn thời gian, toàn bộ bên trong phụ đệ và tiền viện, khắp nơi đều ngộ ngang chất đầy thi thể xác chết trong đó có võ sĩ, hộ vệ và cả nhà hoàng nô bộc. Rõ ràng những cây áo đen kia đã hạ quyết tâm tận diệt toàn bộ dư phụ. Cảnh tượng dọc đường khiến cho liệu nhạc nhi không khỏi kinh hồn bạc ví. Tuy sớm nhận thức về việc nhân tộc tàn nhận thích giết chóc, nhưng khi thấy những cảnh này, nàng càng hiểu rõ hơn về chủng tộc này. Trên đường đi ngoại trừ bên ngoài, khắp nơi đều có xác chết, thì bọn hàng lộc cũng gặp phải vài nhóm sát thủ áo đen. Nhưng hầu như vừa gặp mặt thì đều bị Bạch Thạch Trần Nhân nhanh chóng ra tay giết sạch. Thi thoảng cũng gặp một vài tên tu sĩ chỉ huy, nhưng phần lớn cũng chỉ là trúc cơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ của lão đạo. Bốn người cứ như vậy chạy một mạch từ phòng ngoài, qua hành lang, rồi đi thẳng tới chỗ trú ẩn của gia chủ. Chương 15 Lệnh bài tại chỗ ở của gia chủ dư gia. Vườn trước kia là một vườn hoa tươi xinh đẹp, nay đã trở thành một đống đổ nát, vách tường siêu vẹo. Đưa mắt nhìn quanh thì toàn là xác chết, máu tươi lẩn lẩn khắp nơi. Mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người ta chỉ muốn buồn nôn. Những người trong dư gia còn may mắn sống sót, hầu hết đều đã tụ tập ở chỗ này. Cả nhà trẻ cũng chỉ còn khoảng hơn 10 người. Thất tiểu thư và nhị thiếu gia của dư phụ cũng ở trong đám này tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoàng, vài vị phụ nhân thân thể còn run rẩy không ngừng. Chỉ có vị tiểu thất tiểu thư và một vài người khác là còn giữ được một chút bình tĩnh. Lực lượng của bên áo đen ở chỗ này thì đông hơn, khoảng hơn 30 tên, bọn chúng vây kín ba mặt, dồn đám người dư da vào bên trong trạch viện. Chúng thành từng nhóm nhỏ, ba tới nằm tên, phần lớn sử dụng các loại pháp khí, hầu hết đều là tu sĩ. Tuy nhiên, may mắn là còn mấy tên cung phụng của dư gia đã tới. Bọn họ đã hạ xuống các loại pháp thuật bảo vệ xung quanh đám người dư gia. Dù sao thì dư gia cũng là dinh thự của tệ tướng ở phong quốc, đã chưa nạp và nuôi dưỡng không ít tu sĩ cung phụng có thực lực không tầm thường ở trong nhà. Mà hiện tại, đứng che chăn phía trước đám người dư gia là một tên tu sĩ trung niên mặc hồng bào. Tên này mặc rỗ, hình dáng sâu xí không có gì đáng chú ý. Nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực, lờ mờ phát ra linh áp khổng lồ của một tu sĩ kết đăng kỳ. Trên đỉnh đầu hắn có lợi lững một pháp bảo hỏa châu màu đỏ thắm, còn có một số quả cầu lửa bay khắp thân, khi thế rất kinh người. Mặt khác, bên phía dự gia còn có ba gã cùng phụng khác, hai nam, một nữ. Tuy tù vị không cao như tên kia, nhưng nhìn qua cũng không phải là hạng tầm thường. Trong số đó có một thiếu phụ với khuôn mặt thành tú, mặc đồ đen trên đầu có lộ một vết sẹo một người khác là một gã trùng niên dáng người cao gầy hốc mắt lòng sâu hai người này phần đa đứng hai bên gã tu sĩ mặc hồng bào người cuối cùng là một lão già gầy chân tay thô đáp làn da ngầm đen nhìn như một lão nông dân lão đứng ở vị trí lùi lại sau một chút mặc dù có tu sĩ kết đan nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ có bốn người mà còn phải phân tâm chú ý bảo vệ những người khác của dư gia trong phút chốc khiến cho tình hình giữa hai bên rơi vào trạng thái dặn co. Cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp tốt. Các người, bảo vệ bọn người thất tiểu thư, đợi thời cơ đến thì tranh thủ chạy thoát ra ngoài. Tên tu sĩ kết đang mặc hồng bào sau khi quát hỏi đám áo đen xung quanh, mà không thấy kẻ nào trả lời thì quay lại nói với bà gà cung phụng còn lại. Sau đó liền bấm niệm pháp quyết, há miệng phùng ra một đạo hồng quang, chui vào bên trong hỏa châu đỏ thẫm trên đỉnh đầu hỏa châu lập tức tăng tốc độ, quay nhanh hơn, dần dần trở nên mơ hồ. Mấy tiếng phốc phốc phát ra trên không trung, rồi hơn 10 khối cầu lửa khổng lồ xe gió lao ra. Sau đó hợp lại thành một con rồng lửa khổng lồ dài hơn 10 trường. Toàn thân con rồng này bao phủ lửa đỏ, trên thân hiện ra từng phiến lần giáp. Nó gầm lên một cách giận dữ, rồi dừng nành bộ bút nhào về phía đám người áo đen mấy tên áo đen đứng đầu tiên không kịp đề phòng, bị con rồng lửa đánh bay. Có hai tên ngay lập tức bị hóa thành cho bụi. Ngay sau đó con rồng lửa khổng lồ vùng đuôi hất lên, tạo ra một làn sóng lửa. Đám người áo đen đằng sau thấy như vậy, vội vàng nhào nhào lùi lại tranh né. Sau một hồi rối loạn, đám tù sĩ áo đen ngay tức khắc phản ứng, rồi các loại pháp khí pháp thuật được phóng ra. Bảy nhiều mưa rơi xuống thân của con rồng. Thân thể rồng to lớn bị đánh cho nhảy dụ liền hồi, nhưng cũng không gây ra tổn thương nghiêm trọng cho nó. Ngọn lửa trên thân nó vẫn cháy rực, những tên áo đen xung quanh thì vẫn liều mình xông lên chém chết. Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, hơn một nửa đám áo đen nếu không chết thì cũng bị thương mà ngã xuống. Gã tu sĩ mặt hồng bào vội hét lớn một tiếng đi, ra hiệu cho đám người thiếu phụ áo đen ở đằng sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vèo vang lên một tia hắc quang mơ hồ vụt lao nhanh tới, như một tia chớp đen, rồi mạnh mẽ đâm vào vị trí giữa bụng của con rồng. Phốc phốc, thì hắc quang kia bất ngờ đâm sâu vào trong thân thể của con rồng. Nhìn kỹ, thì ra đó là một mũi tên dài màu đen, trên thân có khắc những hoa văn màu đen lờ mờ. Mũi tên có hoa văn màu đen đột nhiên bùng lên một đoạn hắc quang, rồi nổ tung, âm thanh như một tiếng sét đánh. Từ chỗ đó tuôn ra một đám mây hai màu đen đỏ dày đặc mặt đất xung quanh rung lên một cách dữ dội. Bụng con rồng lập tức bị vỡ ra một cái đồng lớn, quanh thân bùng lên ánh lửa. Thấy tình hình như vậy, gã tu sĩ hồng bào cùng ba gã cùng phụng khác của dư gia đều bị rung động. Ở bên cánh cửa lớn cách đó không xa, không biết là từ khi nào đã xuất hiện thêm một tên áo đen khác. Tay hắn cầm một cây cung lớn màu đen, khói đen lượn lờ xung quanh. Tù vị rõ ràng là trúc cơ kỳ đình phong không khí sau tên cầm cung chợt khẽ dao động là có thêm bốn gà áo đen khác bước đi ra tất cả đều có tù vi trúc cơ kỳ định phong trên tay mỗi tên đều cũng cầm một cây cung lớn màu đen cả bốn tên áo đen đồng loạt lắp tên giường cung và bắn ra bốn mũi tên sù 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 bốn mũi tên đen kịt bay vụt tới như sao băng bay qua bầu trời đêm mang theo từng cơn giá lạnh ngày như dòng sét đang ập tới Gã tu sĩ mặc hồng bào thấy như vậy liền biến đổi pháp quyết, điều khiển con đồng tránh né. Nhưng tiếc là do thân thể nó quá lớn, còn tiện pháp của mấy tên kia lại cực kỳ chuẩn xác, đã khiến cho con đồng chỉ có thể tránh né được một mũi tên. Ba mũi tên còn lại đều đâm trúng nó. Ba mũi tên lần lượt nổ tung. Trên thân thể con đồng lập tức xuất hiện ba cây hô lớn. Con đồng không thể nào tiếp tục duy trì hình thái, nhanh chóng tán loạn thành từng đám tàn lửa bay lên đầy trời rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Gã tu sĩ mặt hồng bào buồn bực kêu lên một tiếng. Thân hình khẽ lắc lư, nhưng ngay lúc này lại có một âm thanh gào khóc thảm thiết khác vang lên từ trong bóng tối bắn ra một tia bạch quang. Tốc độ của nó còn nhanh hơn mấy mũi tên kia mấy lần, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt gã tu sĩ mặt hồng bào. Tu sĩ hồng bào hoàng hốt lập tức bắn ra khối hỏa châu trên đầu, chặn xuống tia bạch quang kia còn bản thân hắn thì bay ngược về đằng sau, đồng thời nhanh chóng giơ tay, phát ra một đạo lam quang và một đạo hồng quang. Đó là một thanh tiểu kiếm màu lam và một chiếc phi xoa màu đỏ thẫm. Bà món đồng thời đánh về phía Ti Bạch Quang đang băng tới. Ti Bạch Quang chớp sáng, hiện ra hình dáng là một thanh cốt đao, dài ba xích, có từng cổ âm phong bao quanh. Thanh cốt đao kêu lên ong ong, một mạng chỉ đen đột ngột hiện ra ở phía trên quấn chặt lấy đám hòa châu, tiểu kiếm và phi xoa. Linh quan của ba kiện pháp bảo trở nên ảm đạm, tốc độ chậm lại, lùng lay như sắp đổ. Thành cốt đào lại chớp sáng, rồi đâm xuyên qua cả ba kiện pháp bảo ở trên không trung. Sau đó lại như một tia chớp, đột ngột hiện ra ngay bên cạnh đầu của gạo tu sĩ hồng bào, rồi chém ngang một đao. Gạo tu sĩ hồng bào hét thảm một tiếng rồi im bặt, đầu nghiêng sang một bên, rơi từ trên cổ xuống, một dòng máu phùng ra mạnh liệt, bắn lên cao mấy trường, còn thi thể không đầu thì lắc lư một cái, rồi ngã lăn ra mặt đất. Hồng bào thượng nhân! Mà người trong dư gia kinh hại hồi lớn. Ba người nằm thiếu phụ áo đen và mấy gã cung phùng còn sót lại, cùng hốt hoảng, vội lui lần lượt lại đằng sau mấy bước, bồi rối không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay sau đó từ trong đám người áo đen, một thanh niên mặt đầy tà khí chậm chậm bước ra chính là kẻ lúc trước đã âm thầm cho người theo dõi ở Minh Viện Thành. Chỉ có điều bây giờ không nhìn thấy gã hán tử ao xám ở bên cạnh đâu. Những tên áo đen khi thấy gã thanh niên mặt đầy tà khi bước ra, thì lập tức dừng tay rồi khăm người đứng tại chỗ. Tên thanh niên mặt đầy tà khí khẽ vẩy tay, thành cốt đào màu trắng lập tức bay ngược trở về, mang theo ba kiện pháp bảo của gã tu sĩ hồng bào. Ánh mắt hắn quét qua bà kiện pháp bảo, tỏ vẻ khinh thường nhưng cũng vẫn quờ tay thu hồi, rồi đưa mắt nhìn về đám người dư gia, lạnh lùng nói. Giết toàn bộ, không để lại bất kỳ kẻ nào sống sót. Tuân lệnh, những tên áo đen kia vội vàng đáp lời rồi bước về phía trước. Sắc mặt ba gã cùng phụng của dư gia trở nên vô cùng khó coi, nhưng cũng không ra tay ngăn. Đám phụ nữ và trẻ em của dư gia thấy như vậy thì lớn tiếng khóc nỉ non. Người thì toàn thân cứng đờ nằm trên mặt đất, kẻ thì không tự chủ được mà đờ đận đứng bất động. Chậm đã. Một âm thanh dễ nghe vang lên, một người từ trong đám người dư gia bước ra ngoài, đó chính là Thất tiểu thư. Bây giờ nàng lại ăn mặc kiểu trang phục của nam nhân, tuy nhiên lại không thể nào che giấu vẻ mệt mại, đáng yêu trên hàng lông mày. Là người sao? Ánh mắt tên thanh niên Mặc tà khí chợt sáng, gã liên tục đưa cặp mắt dâm dục nhìn khắp nơi trên thân thể của thất tiểu thư sắc mặt của thất tiểu thư tái nhợt nhưng vẫn gắn gường cố giữ vẻ bình tĩnh nàng kìm nén không la vào mà móc trong mắt bận thiệu của đối phương ra nàng đưa tay lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài màu vàng sáng ngời trên tấm lệnh bài có khắc một đồ án hình ngọn lửa màu tím nhìn rất sống động rốt cuộc các người là người phương nào dám để giết chóc dự già nhà, nhà ta Chẳng lẽ các người không cài Lạnh Diệm Tông ra gì sao? Chương 16 Tuyệt vọng Thì ra là lệnh bài tiếp dẫn của Lạnh Diệm Tông. Còn vị này chẳng phải là thất tiểu thư, để nhất mỹ nhân của thành binh viện hay sao? Tại hạ vốn mang lòng ngưỡng bộ từ lâu, hôm nay được gặp mặt, quả thật là người đẹp như ngọc thanh niên có vẻ mặt âm hiểm liếc nhìn tấm lệnh bài, nhếch miệng cười rồi lại nhìn về phía thất tiểu thư trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không cần biết các người là ai, mau cút khỏi dư phụ, Nếu không thì chính các người công khai đối địch với lãnh diệm tông. Thất tiểu thư thấy đối phương nhận ra lệnh bài trên tay mình, thì trong lòng cảm thấy tự tin mấy phần. Thì ra thất tiểu thư chính là người được lãnh diệm tông tuyển trúng ư? Ừ vụ mấy người thiếu phụ áo đen và hai tên tu sĩ cung phụng khác đang định bỏ mặt đám người dư gia. Khi nhìn thấy tình hình này thì tinh thần lại rung động. Trong lòng đám người dư gia cũng dấy lên một kỳ hy vọng. là diệm tông thì sao chứ? Giỏi lắm sao? Gã thanh niên thấy như vậy, bỗng nhiên cười như điên. Ngươi, ngươi dám coi thường lạnh diệm tông sao? Sắc mặt thất tiểu thư trầm xuống quát lên một cách lạnh lẽo coi thường chưa nói tới việc người không phải đệ tử chính thức của lãnh diệm tông mà chỉ có lệnh bài tiếp dẫn này thôi cho dù người thật sự là đệ tử chính thức thì đã làm sao gã thanh niên vẻ mặt âm hiểm cười lạnh lùng rồi gã lật tay lấy ra một tấm lệnh bài bằng kim loại khác nhìn tương tự như tấm của thất tiểu thư trên bề mặt có khắc một đồ án hình đầu lâu màu bạc cái này là là lệnh bài của đệ tử nội môn thiên quỷ tông các người là người của thiên quỷ tông. Khuôn mặt thất tiểu thư biên sắc. Có phải là thiên quỷ tông cùng nội danh ngang với lãnh diệm tông không? Ba người bọn thiếu phụ áo đen ngay như vậy thì thấp thỏm, hít vào một hơi khí lạnh, quay sang nhìn nhau. Tất cả đều trầm mặt không nói một lời. Coi như các người là đệ tử của thiên quỷ tông, nhưng lãnh diệm tông là thế lực khẩm chế ở phong quốc. Các người dám liệu lệnh xâm nhập sang đây chẳng lẽ muốn khơi mạo đại chiến giữa hai tông môn? Thất tiểu thư dường như nhớ ra điều gì, huyết sắc trên mặt cũng hồng hào thêm mấy phần. Lời nói của thất tiểu thư quả thật là chính xác, nhưng đáng tiếc, có một chuyện người đã nói sai rồi. Gà thanh niên nói với vẻ khinh miệt, thất tiểu thư ngay như vậy thì cảm thấy hơi bối rối. Ta nói cho người một sự thật. Lần trước lãnh diệm tông thì đầu với bộn tông đã bị thu trận và đã giao toàn bộ quyền khống chế phòng quốc cho bồn tông. Hiện nay, toàn bộ phòng quốc đều thuộc thế lực của thiên quỷ tông chúng ta. Gã thanh niên lộ ra về tàn nhẫn, vừa cười vừa nói. Dự thất tiểu thư nghe xong, như bị xét đánh, cả người hoàn toàn ngây dại. Trên mặt của đám thiếu phụ áo đen và mấy tu sĩ cung phùng khác của dư gia đều toát ra vẻ khiếp sợ. Vội thức lùi lại sau mấy bước, cố gắng đứng ra xa, tách khỏi đám người dư gia Lúc này sắc mặt đám người dư gia đều rất khó coi, tâm trạng cả đám đều trùng hàng xuống. Mặc dù bọn họ không biết nhiều về chuyện của tiên giới, nhưng khi nghe thất tiểu thư nói chuyện cùng với gã thanh niên mặt âm hiểm kia, thì cũng lờ mờ hiểu ra đôi chút. Đúng rồi, còn một việc ta quên chưa nói. Ta nghĩ rằng thất tiểu thư cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với việc này. Ánh mắt của gã thanh niên hiện ra vẻ khác thường, khỏe miệng nhếch ra, nở ra một nụ cười bất thiện là chuyện gì? Trong lòng Dư thiểu Thư cảm thấy nặng nề. Linh tinh mắt bảo rằng lời gã thanh niên sẽ chẳng có gì tốt lành. Nhưng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Hoàng thất phòng quốc cùng mấy tên quan quân khác to gan dám chống đối lại mệnh lệnh của thiên quỷ tông đã bị bọn ta cho người bắt phán cho tội mưu phản rồi đem chém đầu để răng đe dân chúng ở kinh thôn ở kinh đô trong đám đó dường như có tên dư tương cùng với hai đứa con đang làm quan văn của hắn. Gã thanh niên nhìn chầm chầm vào mắt của thất tiểu thư, từ từ nói ra từng chữ. Phụ thân, đại ca, tam ca. Thất tiểu thư nghe thấy như vậy thì trước mắt chợt tối sầm, thân thể lùng lay ngã vật xuống đất. Tấm lệnh bài trong tay cũng rơi ra, lằn trên mặt đất kêu lạch cạch. Những người khác của dư gia nghe như vậy, ai cũng lộ ra về tuyệt vọng. Mấy vị phụ nhân vốn lúc trước vẫn cố dự ra về ôm dung, giờ cũng không kịp được bà bật tiếng khóc thúc thích, toàn thân như tê liệt ngồi bệt trên mặt đất. Chỉ ít phút trước, bọn họ còn mang trên mình thân phận tôn quý của phụ tể tướng, địa vị cao quý được người người ngưỡng mộ, kính trọng. Vậy mà chỉ sau giây lát, mọi thứ đều tan biến. Tể tướng bị giết, nhà cửa tan nát, bản thân thì như cá nằm trên thất, đang đợi người ta làm thịt. Gã thanh niên trong thế dáng vẻ của thất tiểu thư thì trên mặt hắn đỏ mừng, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, cười to một cách điên cuồng. Việc dồn ép con người ta vào bước đường cùng, rồi thưởng thức dáng vẻ suy sụp bất lực của họ, chính là chuyện mà gã thích làm nhất. Gã thanh niên cười một cách điên cuồng, mặt dần dần bớt đỏ, rồi hắn vùng tay, lạnh lùng hạ lệnh. Giết sạch bọn chúng, chỉ trừ lại vị thất tiểu thư này cho ta. Bọn người áo đen xung quanh đồng thanh hồ linh tuân lệnh rồi vừa cười, vừa đi về phía đám người dư gia. Bà tên tu sĩ cung phụng của dư gia lúc này đã cúi đầu lùi qua đứng yên lặng một bên. Chỉ mong thấy có cơ hội là tìm cách bỏ trốn khỏi chỗ này. Ngã thành niên mặc âm hiểm thấy như vậy thì cười đắc ý, cũng không thèm ngăn trở bằng hắn. Tệ thiếu gia thật là có đôi mắt tin tưởng. Mặc dù cô gái này chưa từng tu luyện, nhưng nếu đã được lãnh nhiệm tông phát lệnh bài, chuẩn bị thu nạp thành môn hạ hẳn là cơ tư chất không tệ, rất hợp trở thành lô định cho ngài. Một người áo đen tiến đến bên cạnh gã thanh niên mặc âm hiểm, cất lời nịnh nọt. Gã thanh niên mặc âm hiểm ngay như vậy là cười lên một trận điên cuồng. Thân thể của thất tiểu thư rung lên, ánh mắt đã khôi phục lại, vẻ tinh nhanh. Trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, vùng tay trái lên một vòng từ bên hông. Trên tay đã có thêm một thanh dao găm sáng như tuyết, mạnh mẽ đâm vào ngực mình. Nụ cười của gã thanh niên mặt âm hiểm chợt cứng lại. Hắn đọa đàn không ngờ đối phương là can đảm như vậy. Gã muốn ra tay ngăn thì đã không kịp. Một tiếng xe gió vang lên. Một ngọn gió sắc nhọn bay vụt tới, đánh lên con dao ngầm trên tay của thất tiểu thư. Lèn keng, dao ngầm lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Lại tiếp tục cầm mấy tiền xe gió khác vang lên, bắn về phía mấy tên áo đen đang định tiến đến chém giết mấy người nhà họ dương. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp mấy ngọn gió như vậy mà lại có uy lực cực lớn mấy tên áo đen bị trúng gió trực tiếp phùng máu tươi bay ra ngoài những tên khác thì kinh hãi lập tức dừng bước là ai gã thanh niên mặc âm hiểm quát lên một tiếng chói tai rồi đột nhiên quay người nhìn về phía một ngã tư cách đó không xa mọi người chung quanh cùng quay nhìn sang mấy tiếng bước dần vang lên vài bóng người chậm rãi bước dần tới chính là đám người hàng lập bạch thạch trần nhân gã thanh niên mặc âm hiểm hơi hiếp mắt nhìn về phim mấy người ánh mắt hắn chỉ lướt qua người hàng lập một chút rồi tiếp tục đào qua sau đó dừng lại trên người của bạch thạch trần nhân là bạch thạch trần nhân trần nhân à xin cứu mạng mọi người trong dư gia vốn đã tuyệt vọng chỉ còn biết ngồi chờ chết lúc này lại thấy bạch thạch trần nhân xuất hiện thì như chết đuối vỡ được cọc ý chí hàm sống lại trội dậy Tiểu thư à? Tiểu vũ không thèm để ý đám người áo đen xung quanh mà chạy như bay đến bên thất tiểu thư đem nàng đỡ đứng lên. Tiểu vũ Thất tiểu thư mang vẻ mặt phức tạp nhìn về lão đạo cách đó không xa. Mặc dù bạch thạch trần nhân là cao thủ kết đan kỳ nhưng hậu bào thượng nhân kia cũng có tu vi kết đan mà lại bị thanh niên có vẻ mặt âm hiểm đứng trước mặt đây một chiều giết chết. Chỉ sợ rằng bạch thạch trần nhân cũng không đánh lại được gã địch nhân này ánh mắt nạn bỗng chợt sáng nhìn về phía hàng lập hình dạng của hàng lập so với lúc trước thì không có gì thay đổi nhưng ánh mắt lại không còn chút mờ mịt nào toàn thân còn tràn đầy một loại cảm giác ung dung nhẹ nhàng người chính là bạch thạch chân nhân sao <laughs> ta thành thật khuyên người một câu nếu muốn sống lâu một chút thì đừng có dại mà xen vào chuyện của người ta gã thanh niên mặt âm hiểm nhìn chằm chằm bạch thạch chân nhân tầng hắc quang quanh thân đột nhiên bùng lên, khuếch tán ra một cột uy áp khổng lồ. Mấy cơn gió sắc và nhọn có uy lực vô cùng to lớn vừa nãy, cứ liên tục hiện ra từ hư không, bất ngờ xuất hiện mà không rõ là phát ra từ đâu. Tuy rằng gã thành niên mặc âm hiểm cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không đoán ra được là mấy cơn gió sinh ra như thế nào. Bất giác gã sinh ra một tia kiên kỵ đối với mấy người đang đứng ở con đường phía xa. Do đó hàng mới tỏa ra linh áp muốn dò cho mấy người kia thì khó mà lui. Thân thể bạch thạch dần dần chợt rung, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Uy áp mà gã thanh niên kia tỏa ra, rõ ràng đã đạt tới kết đan trung kỳ. Còn hắn cùng lắm, cũng mới chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi, còn lâu mới là đối thủ của người ta. Lão đạo không nhìn được, từ từ đưa mắt nhìn sang hàng lộc. Người khác thì không biết, chứ lão thì nhìn thấy rõ ràng. mới cần do lúc này chính là do vị hàng tiền bối này tiền tay bắn ra vài đạo triệt phong mà thôi. Biểu tình trên mặt hàng lập vừa cười như không. Đừng đó mà không nói gì. Trong lòng lão đạo chợt thấy lạnh lẽo, ngay lập tức đưa ra quyết định, rồi cất giọng nghiêm trang đầy chính nghĩa quát. Tại đây là cung phụng trong dư phụ. Sao có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Các người thật to gan lớn mật, dằm đến đây giết chóc, quả thật là trời đất không dung. Vậy mặt gà thanh niên mặt âm hiểm kia trở nên dự tợn quát lên một tiếng giận dữ. Tốt lắm, người đã ngoài sống lâu, vậy thì sớm đầu thai chuyển kiếp đi. Vừa dứt lời gã khoát tay, thành quốc đào màu trắng bay vụt ra, chém về phí bạch thạch chân nhân. Đồng thời tay kia của hắn liên tục bấm phát quyết. Thành quốc đào đột nhiên bùng lên một quần sáng bạch quang khổng lồ. Bên trong hiện ra rất nhiều ảo ảnh hình đầu lâu dự tợn. Cùng tiếng quỷ khóc sói ru vang lên không ngất, thành thế cực kỳ to lớn. chương 17, diệt nhị tu. Trần Nhân à, hãy cẩn thận, thành quốc đào kỳ rất lợi hại. Lúc nãy hồng bào thượng nhân đã mất mạng dưới một đao này. Thất tiểu thư cất lời cảnh báo. Chứng kiến nguy thế của thành cốt đao, bạch thạch Trần Nhân vốn đã khiếp sợ. Này nghe thất tiểu thư cảnh báo thì mặt càng thêm trắng bệch. Tuy nhiên chợt nghĩ tới hàng lập, lão cắn răng một cái rồi há miệng phùng ra một thành phiệt kiếm hình xà hai tay vội vàng thúc giục pháp quyết. Một tiếng suy vang lên, hắc quang trên thân kiếm phóng đại, cảm giác như một con rắn cực lớn màu đen đang quân lấy thành cốt đao. Thành niên âm hiểm chỉ khẽ nhất miệng cười khẩy, tay gà biến đổi pháp quyết, một ngón tay điện tới. Ánh sáng trên thành cốt đao đại thịnh, cả thành đao vặn mạnh một phát, ầm một tiếng, kiếm quang màu đen nát bấy, thành việc kiếm hình xà bị gãy thành mây khúc và rơi xuống. Bạch thạch chân nhân vội vàng vùng hai tay, một tấm khiên tròn màu xanh trông hơi giống đồng tiền bắn ra ngân đón. Quang màn của cốt đao hơi mờ đi một chút, nhưng uy áp thì không giảm chút nào, Bộ thẳng vào mặt của tấm khiên. Dù cũng có chút khó khăn, nhưng đội cốt đao cùng chém tấm khiên thành hai mảnh. Nó khựng lại trong giây lát, rồi ánh đao lại đại thịnh, lao tới chém thẳng vào lão đạo. Lão đạo vô cùng kinh hãi, tranh thủ lúc tấm khiên còn có chút tác dụng ngăn cách, thân hình lão lóe lên rồi nấp sau lưng hàng lộc nếu như là trước đây, thì cho dù lão không thể định lại gã thành niên âm hiểm kia, nhưng cũng có thể quấn chân gã một lúc. Tuy nhiên, do lúc giao thủ với hàng lộc, món pháp bảo hộ thân của lão đã gần như bị hủy đi, nên giờ đây không thể nào ngăn cản thành cốt đao. Ánh đào bừng lên, chỉ nhai mắt, đã bay tới ngay trước người hàng lộc. Một cổ hàng quang lạnh lẽo ập tới, cứ như vậy, như sắp chém vào hàng lộc và bạch thạch. Bốn khúc. Tiền bối! bạch thạch dần dần hô khẽ một tiếng vẻ mặt hàng